chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Cùng Toàn dân phòng cháy nổ ngày 24/3/2022 trên kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:50 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sau đây là phần tin tức cháy nổ 24 giờ với những thông tin cập nhật nhanh tình hình phòng cháy chữa cháy trên cả nước. Khoảng 9 giờ sáng ngày 24/3, người dân sống trong hẻm 58 đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bùng lên từ bãi đất trống cạnh chung cư mini nên hô hoán. Lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên bốc lên dữ dội, vụ việc khiến những người thuê trọ tại chung cư mini hốt hoảng tháo chạy, người dân huy động bình chữa cháy mini, vòi nước tiếp cận khống chế đám cháy. Lực lượng công an địa phương bảo vệ dân phố, sau đó cũng có mặt hỗ trợ. May mắn ngọn lửa kịp dập tắt trước khi bùng phát, cháy lan rộng. Ghi nhận khu vực cháy là bãi đất trống có nhiều rác thải, mọc nhiều cây cối. Vụ cháy khiến một khung sắt mái che bên trong bãi đất trống đổ sập. Tường nhà dân bị lửa cháy xém, bong chóc. Theo người dân, khu đất trống được rào chắn xung quanh bằng tôn, bên trong không có người ở. Liên quan đến vụ cháy căn hộ ở chung cư Carillon 5, hai mẹ con rơi lầu tử vong như VTC14 đã thông tin. Ngày hôm nay, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện trước lúc xảy ra đám cháy, có vụ nổ phát ra từ căn phòng xảy ra vụ việc. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng phát hiện mùi xăng, can nhựa, nhiều quần áo. Tại hiện trường, trên bàn của căn phòng vẫn còn thức ăn được dọn ra sẵn. Trích xuất camera an ninh, lực lượng phát hiện trước lúc xảy ra vụ việc thì có vụ nổ phát ra từ căn phòng. Nguồn tin cho biết thêm, nạn nhân là một người phụ nữ sinh năm 1979, bị bệnh ung thư giai đoạn cuối và nhiều lần có dự định tự tử. Theo nguồn tin này, người phụ nữ có nợ nần một số người và tìm tới chung cư đòi nợ. Từ những chứng cứ ở hiện trường và một số thông tin trên, lực lượng chức năng nhận định có thể nạn nhân dùng xăng đốt phòng để tự tử. Từ trưa nay, nhiều cư dân của chung cư đã tạm chuyển sang nơi khác sinh sống vì ảnh hưởng tâm lý sau vụ cháy đêm qua. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đã nhờ người thân đến di chuyển đồ đạc. Hiện tại, thang máy của chung cư đã bị khóa, muốn trở lên tầng 10 nơi xảy ra vụ cháy lấy đồ, người dân buộc phải di chuyển bằng thang bộ. Cơ quan chức năng xác định chất cháy là nhiên liệu, đồng thời đơn vị này cũng thu giữ can xăng được cho là có liên quan ở hiện trường vụ cháy. Hiện tại, bước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do người mẹ tự đổ xăng phóng hỏa. Trưa qua ngày 23 tháng 3, theo camera hiện trường, ô tô mang nhãn hiệu Mazda đang di chuyển trên cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội gần vòng xuyến Tân Long bỗng có mùi khét và bốc cháy. Trước tình huống, tài xế đã nhanh chóng đưa xe vào làn khẩn cấp để kiểm tra thì bỗng nhiên xe bùng cháy. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để dập tắt ngọn lửa, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. May mắn, chưa có thiệt hại về người. Sáng 23 tháng 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh tổ chức ra mắt mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy tại tổ dân phố 7. Đây là mô hình thứ 2 tại thị xã Hồng Lĩnh và là mô hình thứ 4 trên địa bàn Hà Tĩnh. Mô hình tại tổ dân phố 7, phường Nam Hồng có 10 thành viên tham gia. Về thành lập mô hình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên, nhân dân, doanh nghiệp, xây dựng mô hình điển hình đảm bảo phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Ngoài việc trao tặng các thiết bị hỗ trợ phòng cháy chữa cháy cho các thành viên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Hà Tĩnh cũng đã hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng các bình chữa cháy, vận động nhân dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 để qua đó góp phần phòng ngừa kịp thời, tổ chức chữa cháy có hiệu quả nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn. Về ra mắt mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm trang bị kỹ năng cần thiết, nâng cao ý thức trách nhiệm cho người dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng hanh khô. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ cao về cháy nổ xuất phát từ những việc làm chủ quan của người dân như là đốt rác, cỏ khô hoặc là trong việc sử dụng thiết bị điện. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đang triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đặc biệt là công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp người dân nhằm giảm thiểu các nguy cơ, đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản cho người dân. Đây là hiện trường vụ cháy thiêu rụi hai ô tô 16 chỗ. Xảy ra tại khu dân cư nằm trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói, nguyên nhân được cho là do một nhóm trẻ đốt rác gây cháy lan. Việc đốt cỏ, đốt rác là việc làm thường xuyên của người dân, nhất là ở các khu vực ven, ngoại thành. Tuy nhiên, chính vì sự bất cẩn nên rất dễ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
nhất là thời điểm thành phố đang trong mùa nắng nóng. Mùa hanh mùa khô, cái điều kiện mà cái sự mà cháy lan rất dễ. Mấy cái tàn lửa từ các phế liệu này đốt, nó sẽ bay đi qua những cái vị trí khác, nó sẽ cháy lan. Việc mà sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt là phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là không được đốt rác trong khu dân cư, cũng như đốt cỏ ở các khu vực ngoại ô. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa hanh khô, nắng nóng với nền nhiệt độ rất cao. Do vậy, đây cũng là thời điểm mà nhu cầu sử dụng thiết bị điện của người dân gia tăng, dễ dẫn đến hiện tượng quá tải, chập điện, dễ xảy ra các vụ hỏa hoạn. Ngành điện lực của thành phố cũng đang tích cực rà soát các hệ thống điện cũ, xuống cấp tại nhiều khu vực, khuyến cáo đến người dân cho công tác đảm bảo an toàn điện. Khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định về an toàn. Khi sử dụng điện để đun nấu thì nên có người trông coi để đề phòng nguy cơ có thể xảy ra hỏa hoạn. Thời gian qua, việc xây dựng trung tâm cảnh báo sớm với công nghệ hiện đại đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Song song đó, công tác xây dựng lực lượng đội ngũ chính quy, lực lượng cơ sở cũng như công tác tuyên truyền ý thức phòng cháy chữa cháy trong mùa khô năm nay vẫn đang được cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố tích cực thực hiện đến tận các hộ dân, cơ sở sản xuất và các khu chợ trên địa bàn thành phố. Tất cả các doanh nghiệp hay là thương nhân về là đều tắt điện, cúp cầu dao để đảm bảo về an toàn. Rồi riêng cái lực lượng bảo vệ thì trước khi là cúp điện lưới thì mình phải tổ chức đi kiểm tra, kiểm soát. Rồi xong rồi mình mới cúp cái hệ thống điện lưới để đảm bảo an toàn trong cái vấn đề cháy nổ. Phòng cháy hơn chữa cháy, đặc biệt là trong mùa hanh khô, cao điểm nắng nóng như hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh là công tác phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan liên quan mà còn chính là sự tự nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân, doanh nghiệp để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất và chính cả những sinh hoạt hàng ngày của mình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều địa phương đã cho phép mở lại các dịch vụ kinh doanh giải trí, trong đó có các quán karaoke. Đây là nơi tập trung đông người, chứa nhiều chất liệu dễ cháy và khi cháy xảy ra thì thường để lại nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Do đó, mỗi người dân khi đến đây cần phải biết quan sát và trang bị cho mình những kỹ năng thoát nạn khỏi đám cháy một cách an toàn. Trong tiểu mục Điều Cần Biết ngày hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ đưa ra những khuyến cáo cụ thể. Đặc điểm chung của các tụ điểm karaoke, quán bar ở các thành phố lớn thường được thiết kế khép kín, cách âm với bên ngoài bằng nhiều vật liệu dễ dẫn lửa, thường không có cửa sổ, mặt tiền thường tận dụng để làm biển quảng cáo nên khả năng tiếp cận cứu hộ rất khó khăn. Vì vậy, khi đến các tụ điểm này, bạn cần phải xác định được phương hướng, định hướng, được lối thoát hiểm khi xảy ra tình huống khẩn cấp để có thể thoát thân. Khi xảy ra cháy, nếu đang ở trong phòng karaoke, cần phải bình tĩnh, trấn an mọi người. Trước hết, cần phải đóng cửa phòng để hạn chế khói xông vào phòng. Hầu hết các phòng karaoke đều được thiết kế kính trong suốt, có thể nhìn ra bên ngoài để xác định được hướng cháy và hướng thoát hiểm. Nếu đám cháy bùng phát lớn, phong tỏa lối thoát hiểm phía dưới và cần phải nhanh chóng di chuyển theo lối thoát hiểm lên trên càng cao càng tốt, cố gắng thoát lên sân thượng, ban công để thoát sang nhà bên cạnh hoặc tránh xa khói lửa. Mỗi người trong phòng cần phải nhanh chóng sử dụng áo của mình hoặc bất kỳ vật dụng bằng vải nhúng đẫm nước. Nếu phòng không có nhà vệ sinh, có thể tận dụng bất kỳ một loại nước giải khát nào trên bàn để nhúng ướt áo, rồi dùng để che mũi miệng khi thoát ra bên ngoài. Cần loại bỏ các vật dụng tài sản gây khó khăn cho việc di chuyển. Khi mở cửa ra ngoài, cần phải đi theo hàng dọc, men theo tường, cầu thang thoát hiểm, khom người hoặc bò để tránh làn khói. Nếu đám cháy mới bùng phát, áp lực khói lửa chưa lớn, bằng mọi cách phải nhanh chóng vượt qua đám cháy thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm, theo hướng dẫn của nhân viên. Nếu bị lửa cháy xém vào người thì cần đứng lại, lấy áo trùm lên chỗ cháy hoặc nằm xuống sàn, lăn qua lăn lại để dập lửa. Tuyệt đối không được cố thủ bên trong phòng karaoke hay nhà vệ sinh hoặc chạy lòng vòng sân khấu của bar vì tốc độ cháy ở những tụ điểm này rất nhanh, nhiệt độ lớn, khói không thoát ra ngoài nên khả năng bị ngạt do khói là rất cao. Tới đây, chương trình Cùng Toàn Dân Phòng Cháy Nổ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào 20h50 ngày mai trên VTC14.